Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay tay lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Trong chapter 1122 trước đó thì tình hình thế giới đang trở nên nóng hơn bao giờ hết trước những thông tin mà Vegapunk vừa cung cấp. Giới hải tặc không thể chờ đợi để tranh giành kho báu One Piece, thống trị thế giới, còn người dân thì hoang mang lo sợ. Ngay cả hải quân cũng chẳng thể nào mà ngồi yên được nữa rồi. Bucky, Dâu Đen, hai tứ hoàng đều có toàn tính riêng của mình. Teach khả năng sẽ tới Wano hoặc là đảo người cá để lấy lại vũ khí cổ đại, còn Thánh Buggy muốn làm người ông đắc lợi. Trở lại đảo Egghead, robot cổ đại vừa bị Wolverine hút một nhát thủng bụng, khiến cho con ốc sên bên trong thủng hoàn toàn. Buổi phát sóng của Vegapunk chính thức dừng lại trước khi ông kịp nói điều gì đó về Joy Boy. Trên bầu trời, Nasu Zoro đã kịp hồi phục và đang đuổi theo sau dần Sunny. Zoro cũng đã sẵn sàng để có thể ứng chiến, còn bên dưới, cả ba lão tinh, Wolverine, Saturn và Jupiter đồng loạt lao tới tấn công tàu của băng cự nhân, tình thế ngàn cân treo sợi lông nách. Trước tình hình đó thì Emmett bất ngờ hỏi Luffy tên gì, sau khi nghe thấy chữ đi thì nó lập tức tháo bỏ nút thắt ở phần eo, giải phóng một sức mạnh vô tiền khoáng hậu. Đó là một đòn Haki mạnh nhất của Joy Boy, được phong ấn rồi giao cho người bạn Emmett cách đây gần 800 năm, dùng khi mà tính mạng của Emmett hoặc là những người mà nó muốn bảo vệ gặp nguy hiểm. Haki bá vương này mạnh tới nỗi mà khiến cho cả bầu trời bị xé toạc, hải quân bất tỉnh hàng loạt, còn ngũ lão tinh thì mất luôn hình dạng quái vật. Jupiter, Nasu Zoro và Wolverine đã bị đẩy trở lại Marigold, nơi mà Mars thì đang ngồi đợi sẵn. Đến Imu cũng còn cảm nhận được cả Haki bá vương của Joy Boy và phải vã mồ hôi lạnh. Vậy là hung hiểm đã qua đi, Thousand Sunny cũng hạ cánh an toàn và băng mũ rơm sẽ khởi hành đến Elbap. Trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ cùng với anh em phân tích One Piece Chapter 1123 mới nhất mang tựa đề 2 tuần trống. Ao, đảo Egghead mau báo cáo tình hình các anh sao rồi ạ? Tiếng tôi vang rừng núi nhưng mà không ai trả lời. Đó là tình hình ở đảo Egghead hiện nay. Sau khi buổi phát sóng đột ngột bị ngắt và âm thanh phát ra từ gần 30.000 cái mồm bỗng dưng im bặt, phía tổng bộ hiểu rằng hạm đội Bustoco của mình đã xảy ra chuyện rồi. Sự thật thì đúng là như vậy, một bầu không khí yên ắng đến lạ thường sau đòn Haki vừa rồi. Toàn bộ hải quân, bao gồm cả các phó đô đốc đều đã sòi bọt mép. Don thì vẫn còn phải chịu năng lực của Bonnie. Sức mạnh Toshitoshinomi của cô bé này đúng là rất đáng gờm. Bustoco mà hải quân tự tin nhất hoàn toàn bị đánh bại bởi một người đã chết cách đây 800 năm. Trước giờ thì những cuộc triệu tập đặc biệt vẫn luôn là niềm tự hào của hải quân, là sự răn đe đầy sức nặng với các thế lực chống đối. Cách đây khoảng 2 năm, Bustoco lần đầu thất bại vì để cho băng mũ rơm chạy thoát, nhưng chỉ là thất bại trong việc hủy diệt mục tiêu mà thôi. Lần này thì là bị đánh bại hoàn toàn, một cú tát cực mạnh vào mặt thủy sư đô đốc Akainu. Có lẽ là Kizaru sẽ phải giải trình cho chuyện này. Trên tàu hải quân, chỉ còn 4 Seraphim giữ được tỉnh táo, đây là điều hết sức dễ hiểu vì chúng là bản sao của các cựu thất vũ hải, lại còn được búp thêm gen của tộc Lunarian và dòng máu Buccaneer. Snake đang cố đánh thức binh lính hải quân nằm gần bong bóng nhốt nó. Dậy đi ông cháu ơi, băng mũ rơm chạy mất bây giờ. Nhưng cá là tiểu Hancock muốn đi theo Luffy, chứ chẳng hề có ý truy đuổi băng mũ rơm và băng cự nhân đâu. Seraphim thì vẫn chưa thoát được khỏi bong bóng đặc chế, có mỗi Snake là tỏ ra sốt sắng, chứ bọn kia thì kiểu mặc kệ sự đời luôn rồi. Anh chàng khổng lồ hộ tống Bonnie tới cảng đang ôm cột buồm mà quan sát, thông báo rằng không có một tên hải quân nào tỉnh táo nữa. Tất cả đều nằm la liệt sau đòn Haki bá vương vừa rồi. Brogy thì cũng khá là ngạc nhiên trước việc đó. Dory nhận xét Haki mà con robot giải phóng ra còn mạnh hơn cả Haki của tóc đỏ, nhưng mà nó không hề có ác ý với bọn họ, vì thế thì họ mới có thể an toàn sau cái đòn Haki ấy. Hai người họ vừa mới chứng kiến Xanh bộc phát Haki, một chiêu đập tan băng kít nên là biết rất rõ. Sau đòn thần tị của Xanh, bên phía team đồng nát vẫn còn khá là thuyền viên còn tỉnh, mà thuyền viên bình thường của băng kít chắc chắn là không thể nào mà so sánh được với phó đô đốc rồi. Vì thế thì Haki của Joy Boy rõ ràng là mạnh hơn. Tuy nhiên, Joy Boy đã qua đời từ lâu rồi, cho nên Xanh vẫn là nhân vật sở hữu Haki mạnh nhất bây giờ. Nếu mà trong tương lai Xanh mà đụng độ phải Dâu Đen để giải quyết mọi ân oán thì đó sẽ là cuộc chiến giữa hai trường phái, thuần Haki và thuần trái ác quỷ. Một người thì tu luyện Haki đạt tới đỉnh cao, còn người kia thì sở hữu hai năng lực bá đạo nhất hệ Logia và Paramecia. Anh em nghĩ là ai sẽ thắng? Và như một lẽ đương nhiên, không còn ai truy đuổi nữa thì cũng là đến lúc lên đường thôi. Luffy cười thật tươi rồi gửi lời cảm ơn Emmett. Có điều thì lúc này con robot đã tắt ngỏm rồi, nó không thể đáp lời, mà Luffy thì cũng chẳng hề biết đến điều đấy. Cậu cứ tưởng là nó mệt sau khi tung sát chiêu. Arc Egghead chính thức khép lại sau 60 chapter, tương đối là ngắn nếu mà so với các arc gần đây, nhưng mà lại cung cấp lượng thông tin cực kỳ lớn, nhiều hơn hẳn so với arc Wano Quốc. Hai thuyền trưởng Dory và Brogy ra lệnh xuất phát thẳng tiến tới Elbap, lúc này thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bonnie bị kiệt sức sau hai lần biến thành Nika, cô bé nằm ngủ ngon lành trên ngực của Kuma, giống như là cái hồi còn nhỏ. Có lẽ là lâu lắm rồi thì Bonnie mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy. Hơn 2 năm qua, kể từ lần bại trận toàn tập dưới tay của Teach, băng của Bonnie đã tan đàn xẻ nghé. Để tìm tung tích của cha và lẩn trốn sự truy lùng của chính phủ, chắc hẳn là cô bé đã phải trải qua rất nhiều phen hùng hiểm. Cuộc sống đó không hề là dễ dàng, và thật mừng là khi mà cuối cùng mọi thứ đều đã đâu vào đấy. Kế đến là anh Zoro, anh vừa thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này thì Zoro mới cảm thấy mình và mọi người đều đã an toàn. Cái thở hắt ra này không phải là do mệt,
Arc này anh Zoro không phải đánh nhau quá nhiều. Theo mình thì cảm giác Zoro thật sự sợ hãi khi mà Nasu Zoro sắp tấn công họ ở trên không trung. Nếu mà lúc đó ông ta kịp chém thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Các cao thủ có thể ước chừng được sức mạnh của đối phương chỉ sau vài chiêu. Zoro đã đọ kiếm với Nasu Zoro ở trên tầng thí nghiệm. Lão vừa có kiếm thuật thượng hạng, Haki cũng thế, thêm cả năng lực phục hồi mà ngay đến cả Luffy hiện tại còn phải bó tay. Oda không vẽ lại cảnh chiến đấu giữa Zoro với Nasu Zoro là đúng. Hiện tại thì anh chưa phải là đối thủ của lão. Hiểu rõ được bản thân, hiểu rõ thế giới để trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là bài học đầu tiên mà người thầy Mihawk từng dạy cho anh khi mà họ gặp nhau ở Baratie. Zoro chẳng việc gì phải xấu hổ cả. Đối thủ của anh đứng hàng thứ 2 trong ngũ lão tinh cơ mà. Sức mạnh sánh ngang tứ hoàng cơ mà. Hoàn toàn có thể hiểu cho sự lo lắng của anh rồi. Khi mà tính mạng của đồng đội đang bị đe dọa, bây giờ thì anh đã có thể yên tâm nghỉ ngơi và suy nghĩ làm sao để có thể đánh bại lão già đó khi mà gặp nhau lại trong tương lai. Usopp thì khóc trong sung sướng. Cậu vẫy chào hai sư phụ Dori và Brogy từ bên tàu Sunny. Họ cũng rất vui khi mà gặp lại Usopp. Bây giờ thì họ sẽ dẫn cậu tới quê hương của những người khổng lồ. Sau khi cảm ơn và tạm biệt Emmet, Luffy kiệt sức trở lại Thousand Sunny. Cậu ta đã biến thành ông già nhăn nheo, the lưỡi nằm thở trên đùi của Nomi. Tôi tự hỏi sao hôm nay bầu trời to và tròn thế, nó còn có mùi thơm nữa. Phải tôi ấy, là tôi Gomu no đánh lưỡi cho mấy cái, tôi thật là hề hước. Riêng anh Sạn thì một mình bước vào trong thuyền, nơi di hài mà tiến sĩ Vegapunk đang được đặt ở trên đệm. Arc này thì Oda tập trung nhiều vào Sanji hơn hẳn mọi lần. Anh nhận được sự chú ý lớn hơn cả Zoro, tuy là không hề có trận solo nào. Xem ra là anh Sạn sắp có chuyển biến lớn rồi. Do vậy thì anh Hai Bình vẫn tỏ ra buồn bã và hối tiếc khi mà không thể nào bảo vệ được Vegapunk. Dù rằng chính ông đã tự chọn cái chết cho bản thân mình. Là người nhân hậu thì Sanji không thích chết chóc. Anh cũng chỉ chiến đấu khi buộc phải làm như thế thôi. Anh lại càng ghét phải chứng kiến bạn bè mình ra đi ngay trước mắt mình. Điều đó khiến cho nội tâm anh cực kỳ dày dứt. Tôi chẳng thấy dễ chịu nổi với những gì mà ông đã nói, Vegapunk ạ. Mọi thứ diễn ra đúng như ý ông rồi chứ. Tôi thật sự vẫn chưa hiểu hết ý của ông là cái gì. Nhưng mà những điều ông đã nói nghe thật điên rồ đấy. Đường tới Elbap khá là dài. Để tránh bị trống trang thì Oda đã bắt đầu một đoạn hồi tưởng để chúng ta hiểu thêm về những sự việc đã diễn ra trong 2 tuần gần đây. Cũng là tiêu đề của chương này. Cách thời điểm hiện tại 2 tuần, Sokka họp kín với Vegapunk và Pitagor do phát hiện ra sự bất thường trong bản ghi được update lên Punk Record. Có những sự thay đổi đáng ngờ về mật độ phân tử và dòng neutron. Năng lượng sử dụng cho các Seraphim cũng tăng cao bất thường theo thời gian. Nếu mà do họ tính toán thiếu chuẩn xác thì sẽ trở thành một sai lầm chí mạng. Nó khác hoàn toàn với thông số mà Pitagor thu thập được. Không phải lượng năng lượng tiêu thụ của Seraphim sai lệch mà rõ ràng là có ai đó đã lén sử dụng chúng. Đồng thời thì các nhà máy năng lượng cũng gặp vấn đề. Các lò phản ứng hạt nhân vẫn ổn định, chỉ có điều là số phản ứng nhiệt hạch tăng lên. Kẻ này còn lấy đi một lượng lớn hỏa mẫu và dùng phản ứng mới để thay thế cho số mình đã trộn. Mọi bằng chứng đều cho thấy một trong các Vegapunk đã làm điều này. Chỉ có Sokka, Vegapunk và Pitagor là có bằng chứng ngoại phạm đủ thuyết phục, bốn người kia đều thuộc diện tình nghi. Vegapunk Stella lập tức nghĩ tới Lilith, bản sao được tạo ra từ kẻ ác. Nhưng mà Sokka, bản sao đại diện cho chân thiệt Mỹ thì dùng lý trí nhận định phải theo dõi cả bốn người còn lại để điều tra, đặc biệt là nghi phạm số 1, tức là Lilith ạ. Ngoài ra thì họ còn chuyển bộ não của mình sang chế độ ngủ, không cập nhật thông tin lên Punk Record như thường lệ nữa, tránh để thủ phạm biết được họ đã nắm được sự bất thường. Sau khoảng một tuần điều tra thì Pitagor hoảng hốt thông báo đã tìm ra thủ phạm, đó chính là Punk 06, York. Điều này làm cho Vegapunk và Sokka phải sửng sốt. Lúc này thì York vẫn còn đang ngủ, không hề hay biết mình đã bị bại lộ. Pitagor nói rằng ký ức của cô ta đồng bộ với Punk Record hoàn toàn là giả, đám ốc sên giám sát trong Labo Fay cũng bị động tay động chân. Vegapunk không hiểu sao York lại làm như vậy. Ông cũng rất áy náy vì đã chót nghi ngờ Lilith. Hai Vegapunk sống sót cuối cùng đều là nữ, cùng được tạo ra từ sự tiêu cực, nhưng mà lại có tính cách và con người rất đối lập với nhau. Lilith thì đại diện cho cái ác của Vegapunk, mạnh mẽ, nóng tính, bộc trực, thích động tay động chân, ác mồm và luôn khắc khẩu với Sokka, nhưng mà lại màu nước mắt và rất quan tâm tới bạn bè. Giữ vị trí số 2 là phân thân đầu tiên của Vegapunk xuất hiện, đứng về phía băng mũ rơm và thuộc phe thiện. York được tạo ra từ lòng tham, chuyên lo việc ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh. Thoạt trông tưởng là hiền lành nhưng mà thực chất lại là kẻ có tà tâm rất lớn. Với tham vọng mong muốn được trở thành Thiên Long Nhân và là Vegapunk độc nhất trên đời, giữ vị trí số 6 và là phân thân cuối cùng xuất hiện đứng về phía chính phủ thế giới và thuộc phe ác. Điều đó cho thấy rằng bản chất của con người luôn có thiện và ác. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Qua đây thì Oda muốn nói với chúng ta rằng những người tưởng chừng như độc ác nhưng mà ở trong môi trường chuẩn mực, cái ác đó sẽ không thể phát triển. Chỉ có lòng tham là không bao giờ biến mất. Lòng tham của con người có thể khiến cho họ trở nên rất là mất kiểm soát và làm ra những việc chẳng ai tưởng tượng nổi. Ở trở lại với câu chuyện thì Sokka nói rằng đám vũ khí hải quái được điều động mà không được cấp quyền. Pitagor còn phát hiện ra là Denden Mushi trắng mà York dùng để liên lạc với ai đó ở bên ngoài. Vegapunk bảo mình biết cách khôi phục dữ liệu đó và quả không hổ danh là thiên tài số 1 trên thế giới. Ngay cả ốc sên chống ngày trộm ông cũng hack được. Trong phòng điều khiển thì ba người đã nghe được toàn bộ câu chuyện giữa York và Ngũ Lão Tinh. Mật báo Vegapunk đang tìm hiểu về thế kỷ trống. Lúc này, ông mới hiểu vì sao các đặc vụ Cypherpool lại tới Egghead điều tra liên tục như vậy.
Có điều là về gặp bằng không hề hay biết chuyện họ bị bắt giữ. Cứ đinh ninh rằng điều tra xong Cyberpunk thì họ đã rời đi. Cũng chính là York đã giở trò, không chỉ tố cáo về gặp bằng nghiên cứu thế kỷ trống mà cô ta còn cho Seraphim bắt giữ các Cyberpunk tới Egghead điều tra. Như vậy thì càng làm cho ngũ lão tinh tin rằng Vegapunk thực sự đang phạm phải điều cấm kỵ của chính phủ. Đó cũng là nguyên nhân do năng lượng tiêu thụ của Seraphim tăng bất thường. Và chỉ sau đó một ngày thôi, vương quốc Lulusia bị xóa sổ khiến tiến sĩ có dự cảm chẳng lành. Ông đã sai Pentagon theo dõi mực nước biển trên thế giới trong những ngày tới và báo cáo ngay nếu gặp phải bất thường. Nhờ đó thì Vegapunk mới biết được mực nước biển tăng lên 1 mét kèm theo vô số những thiên tai. Tiến sĩ Vegapunk nghi ngờ lượng hỏa mẫu bị đánh cắp là tác nhân gây ra cái chuyện này. Ông còn khẳng định chắc chắn rằng đám hải thú máy được sử dụng để vận chuyển hỏa mẫu tới Merigold. Bây giờ thì mọi thứ đã ăn khớp. Vegapunk đã đoán rằng chính phủ thế giới đang nắm giữ một trong số các vũ khí cổ đại. Chúng dùng hỏa mẫu để làm hồi sinh nó. Ông cực kỳ ân hận khi đã sử dụng lòng tham để tạo ra York. Chỉ có kẻ ngu mới để cho lòng tham của bản thân được tự do. Câu nói này quả thực là vô cùng chí lý đúng không ạ? Khi mà lòng tham vượt quá tầm kiểm soát, con người sẽ trở nên cực kỳ ích kỷ và đáng sợ. Pentagon đã đề xuất bắt giữ York ngay lập tức, nhưng mà Vegapunk gạt đi. Động cơ của York không còn là vấn đề đáng quan tâm nữa. Cô ta đã chứng minh được sự hữu ích của mình đối với chính phủ khi mà đem hỏa mẫu giao cho ngũ lão tinh. Sớm muộn gì thì chính phủ cũng tới đây xử lý họ. Nếu bây giờ mà mất liên lạc với York thì chỉ khiến cho chúng hành động sớm hơn mà thôi. Cách tốt nhất bây giờ là lợi dụng luôn cả York để tìm ra mục đích sử dụng Master Flame của chúng và lên kế hoạch đối phó nhằm giảm thiểu thiệt hại. Saka thì cho rằng là họ nên bỏ trốn ngay lập tức, nhưng mà dù có trốn đến cùng trời cuối đất, chính phủ cũng sẽ truy lùng và thủ tiêu họ. Vegapunk muốn Saka chuẩn bị tàu di tản cho cư dân ở trên đảo. Họ vẫn còn cơ hội để mà sống sót, còn các Vegapunk thì không. Vegapunk dự đoán rằng lúc này chắc là hải quân đã bí mật cử một hạm đội tới đây để thanh trừng nhóm nghiên cứu của họ rồi. Đằng nào thì cũng chết, không thể chết một cách vô lý được. Ít nhất thì ở Egghead có những thứ mà O'Hara 22 năm trước không có. Vegapunk có thể truyền giọng nói của mình đi khắp thế giới, đem sự thật ấy công bố cho tất cả mọi người. Có một thứ mà ngay cả một bộ óc vĩ đại nhất cũng không thể hiểu nổi, chính phủ thế giới rốt cuộc là gì? Càng tiếp cận thì càng thấy mơ hồ, như là đi trong màn sương vậy. Sau cùng thì ông quyết định phải bỏ mạng, ông sẽ bán nó với cái giá cao nhất. Vegapunk muốn hy sinh như là giáo sư Clover. Ông rất lấy làm tiếc khi mà kéo theo Saka và Pitagor vào chuyện này. Đừng nói những lời như vậy chứ Stella, bọn tôi cũng là Vegapunk giống ông mà. Chúng ta cùng chung suy nghĩ. Chỉ có một chuyện mà Saka không hiểu, đối với những người nhân tạo như họ, cái chết được định nghĩa như thế nào? Vâng, một câu hỏi rất hay. Không rõ là Vegapunk trả lời như nào, nhưng mà theo mình thì con người ta chỉ thực sự chết nếu như bị cả thế giới này lãng quên. Nếu một người đang sống sơ sơ mà bị chính những người thân hắt hủi, xa lánh, sống cuộc sống cô độc một mình, người đó chẳng khác gì đã chết cả. Còn ở chiều ngược lại, khi mà vẫn được người ta nhớ đến, để lại trong họ những thứ có giá trị cho đời, họ sẽ mãi mãi sống trong lòng của thế hệ sau. Chỉ cần một Vegapunk thoát ra được thì họ sẽ chiến thắng. Đây là ý nghĩa của sự hy sinh mà Atlas đã nói. Vegapunk bắt đầu lên kế hoạch. Đầu tiên thì họ cần phải bảo vệ cỗ máy tạo mây ở trên đảo. Đây là thiết bị quan trọng để cứu nhân loại trong tương lai gần. Quả thực đúng là như vậy. Cùng với công nghệ đảo nổi do Iceberg phát minh, thì đảo mây nhân tạo của Vegapunk sẽ giúp cho người dân có thể sinh sống trong trường hợp thế giới bị nhấn chìm xuống đáy biển như 800 năm trước. Chỉ tiếc rằng là nó đã bị hỏng trong cuộc chiến với ngũ lão tinh, cho nên là mây đảo không thể tiếp tục mở ra. Và băng mũ rơm buộc phải thực hiện cú nhảy ở khoảng cách xa hơn so với dự kiến. Rất may là Lilith đã trốn thoát, tương lai cô sẽ là người khôi phục cỗ máy nhân tạo này. Tiếp tục với đoạn hồi tưởng thì York tìm thấy tiến sĩ ở bãi phế liệu, hay nói đúng hơn là theo dõi ông ấy. Vegapunk nói dối rằng mình đang làm thí nghiệm, sử dụng hỏa mẫu làm nhiên liệu giúp cho con robot này hồi sinh. Nhưng mà thực chất, ông ấy đang chui vào bên trong để giấu ốc sên phát trực tiếp. Rất may là York đến khi mà mọi thứ đã xong xuôi hết rồi. Sau này thì York lục lại ký ức và phát hiện ra mình đã bị lừa. Hôm đó Vegapunk không hề sửa chữa robot cổ đại, ông ta giấu nguồn phát bên trong nó. Ngoài ra thì hỏa mẫu vẫn chưa được hoàn thiện. Vegapunk thầm nghĩ, thật may là nó chưa hoàn hảo, đây là cơ hội duy nhất của bọn ta. Nghĩa là chính phủ lấy được loại năng lượng duy nhất trên đời có thể hồi sinh vũ khí cổ đại, nhưng mà nó vẫn tiềm ẩn rủi ro. Đây là một chiến thắng nhỏ nhoi dành cho Luffy trong trận chiến cuối cùng. Bởi một khi mà Master Flame được hoàn thiện thì chính phủ thế giới có thể dùng Uranus để xóa sổ bất cứ một vương quốc nào dám nổi loạn. Căn cứ của quân cách mạng ở Kamabaka, Wano Quốc, Elbap, thậm chí là đảo người cá, tất cả đều sẽ bị hủy diệt và không ai có thể chạy thoát. Tạm thời, Elbap vẫn sẽ an toàn. Ngũ lão tinh chưa thể ra tay ngay lập tức. Mình đoán là Saturn ở lại là để cùng York hoàn thiện Master Flame. Hiển nhiên là ông ta biết nó còn nhiều thiếu sót, nhưng biết là một đằng, làm được hay không lại là một đằng khác. Đành rằng là York cũng là Vegapunk, nhưng mà mỗi bản sao lại đảm nhận những công việc khác nhau. Và so về trình độ khoa học kỹ thuật, rõ ràng là York không thể so sánh bằng Stella, Lilith, Pitagor hay là Edison cả. Hy vọng là cô ta không giúp Saturn khiến Master Flame trở nên hoàn hảo được. Sau đó thì ta thấy Vegapunk cùng với Saka và Pitagor ghi hình đoạn video đã công chiếu trên toàn thế giới. Đoạn này toàn là thông tin cũ nên mình sẽ lược bỏ. Nơi quay của đoạn phim dường như là bên trong cơ thể của Emmet, hèn gì mà camera giám sát không thể nào mà ghi lại được. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cả ba rời khỏi bãi phế liệu.
Vegapunk tin chắc là không ai có thể đoán ra nơi giấu nguồn phát. Ông đã cài đặt cho nó tự động phát sóng khi mà mình chết. Denden Mushi, truyền hình trực tiếp được kết nối với máy điện tâm đồ trong phòng thí nghiệm. Ngay khi mà dấu hiệu sự sống của Vegapunk biến mất, nó sẽ tự động kích hoạt. Saka thì thiết lập mã độc để hack vào hệ thống ốc sên truyền tin của Hải quân. Cuối cùng thì việc họ cần làm là xóa đi ký ức của 2 tuần vừa qua. Để đảm bảo cho kế hoạch thành công thì đây là cách tốt nhất. Họ không muốn York nhận ra bất cứ một sự khác thường nào, nên là cả ba quyết định tới căn phòng từng xóa ký ức của cư mạng. Lần này, tới lượt Vegapunk trải nghiệm. Sau khi mất đi ký ức thì họ sẽ phải chịu đựng sự phản bội của York thêm một lần nữa. Vegapunk nói rằng đây đúng là một chuyện khôi hài, nhưng mà ông tin cuối cùng họ vẫn sẽ là những người chiến thắng. Quá trình tẩy não hoàn tất, cả ba tỉnh dậy mà chẳng hiểu tại sao lại ở đây. Cũng may là Vegapunk đã để lại lời nhắn cho chính bản thân. Chào buổi sáng, mọi người vừa phát hiện ra là mình đã mất đi ký ức của 2 tuần vừa qua. Có nhiều vấn đề sẽ phát sinh, nhưng mà chuyện này khá là giải trí đây. Có một chuyện mà tôi muốn tiết lộ, đó là chính phủ đã biết chúng ta nghiên cứu thế kỷ trống. Tôi đã đưa ra phương án tốt nhất rồi. Hãy tin vào bản thân mình và đón nhận cái chết. À, và còn một điều nữa. Đây là châm ngôn sống của Oda. Thứ nhất, người khôn thì nói nở vời. Thứ hai là ... Vẫn cứ đến đoạn quan trọng thì lược bỏ. Nhóm ba người họ rất sốc khi mà lời nhắn bảo họ đi chết. Đúng lúc này, cả ba nhận được tin nhắn bằng mũ rơm đã đổ bộ lên trên đảo. Cypherpool cũng tới đảo Egghead và đằng sau thì còn có cả một hạm đội hải quân nữa. Hai thông tin sau do Stussy mật báo. Rồi mọi thứ diễn ra như thứ mà chúng ta đã biết. Trên xe tanh Vega, tiến sĩ dặn Sanji hãy bỏ ông lại ở đây. Cứu được Bonnie, họ cứ việc đi trước. Ông sẽ chết ở đây. Đương nhiên là anh sẵn không đồng ý, nhưng mà Vegapunk vẫn rất là cương quyết. Ông nói mặc dù mình chẳng nhớ gì cả, nhưng có cảm giác cái chết của ông sẽ kéo theo chuyện gì đó cực kỳ trọng đại xảy ra. Và điều cuối cùng về kho báu One Piece, Vegapunk mong muốn băng mũ rơm là những người lấy được nó. Hồi tưởng kết thúc, trở về thực tại thì Elbap đã ở trước mặt băng mũ rơm. Tất cả đều đang phấn khích ngoại trừ anh Luffy. Oimo và Kaichi cuối cùng cũng tọa nguyện, đón được Shogaking tới quê hương. Chopper thì đã treo lên bộ râu của Brogy từ bao giờ. Ông đang nắm lấy Luffy giơ lên cao. Dory cũng làm điều tương tự với Usopp và tất cả mọi người sẵn sàng mở tiệc để chào mừng những người bạn này. Luffy thì thều thào: "Ê, khoan đã bạn ơi, mọi người đợi tôi với bạn ơi." Cậu ta thì vẫn chưa hồi phục, cũng tại Lu đã hốc hết thức ăn mà băng cự nhân mang theo, làm cả đám phải nhịn đói suốt cả hành trình dài. Mà cái món ăn dã chiến của người Elbap làm từ thịt cá mập thối thì không phải là ai cũng đủ can đảm để mà nhét vào miệng giống như cậu ta. Dẫu sao thì tất cả cũng đã tới đích an toàn. Liệu điều gì đang chờ đón họ ở Elbap? Trực tiếp tại chỗ hay là chuyển sang sự kiện song song? Đầu tiên là số phận của Kid ve chai cùng đồng bọn, sau đó thì đến Gap. Nếu mà đụng vào ông thì có vẻ là sẽ dẫn tới việc Teach đang tìm kiếm kẻ có vết bọc. Ngoài ra, mục đích cái chạm vào lão nhện của Devon là gì? Có đi tiếp tuyến diễn biến của Cross Guy hay là Vivi hay không? Cuối cùng thì không thể bỏ qua sự thật về trái Hitohito Nomi Modenica, vị thần của người Elbap, một arc vô cùng hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta. Trên đây là toàn bộ phân tích của mình về One Piece Chapter 1123. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu mà thấy hay thì đừng quên nhấn like, subscribe và share để ủng hộ cho chuyện tổng hợp nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.